mới nghe anh nói gì ai có hết gì đó. Có hết luôn. Chủ nhà có cho luôn không? Không. Không khỏi mình về nhà ơi, đừng bo cặp chết rồi kìa. Xong mình còn nhỏ rồi hả, nó nhớ vô dạ, đó là bố của ba giờ lấy quay lại người nào đầu cũng 15 gram hết rồi còn gì nữa. Giờ cái ghế xác cho nó xuống luôn hay xưa là sao thấy lâu hết năm ha, dạ. Rồi ngay cái lay quay cái hết năm thúc mới được chứ. À. Đời nay siết mau chết hơn đời ngày xưa. Dạ. Cái thằng ơi, đời nay mau chết hơn đời ngày xưa. Mau già rồi mau chết. Anh đã đi đi cân. Búa lưng mẹ búa lưng kìa còn nữa hả? Mẹ
tới nè. Tới nè. Nè không tới nè. Nè không tới luôn cưa nó cưa. Nè không tới luôn rồi. Sỏi vô rồi cắt cũng được nữa anh Năm. Sỏi vô đi rồi cắt. Sỏi vô cắt cho. Sỏi vô đi rồi cắt sao? Cho nó chất lượng hơn. Ừ sỏi vô đi. Tháo ra sỏi đi. Mình sỏi vô rồi mình tới đâu cũng mình cắt là nó vừa hết rồi. Không, sỏi vô đi. Lấy lông đàn gắn vô sỏi đi. Con tán đưa vô sỏi đi. Để lông đàn vô luôn. Lông đàn luôn. Từ từ giống nổi rồi. Đóng nửa cây đi rồi vô con này cái nữa. Đóng giờ cho vô cái đi khúc đi. Ừ, cho nó vô khúc đi. Ừ. Rồi khoan, được rồi, nó không tới rồi. Rồi con này. Con này nữa. Chở lên luôn. Rồi chở lên. Nhìn đi. Hả? À. Bỏ đi, xuống rồi đó, xuống rồi Năm, xuống rồi. Rồi lật lại. Rồi để đi, để đi. Rửa, dệt vô ấy luôn. Cắt rồi cái hải dặn. Chưa. Đang đây. Cắt vậy nó ngỡ cây sắc hơn. Rồi nó lâu. Lâu. Gửi gì gửi gì nước ngoài hả? Gửi ngoài hả? Bích Thành ơi. Gửi gì ngoài đặng ngoài đặng hộ như vậy vài ngàn đô. Vài ngàn đô đặng ta làm từ thiện tiếp chứ. Để ông dặn đi tôi dở lên cho nó bằng lên. Rồi, chặn đi. Nó bằng gì đó chặn. Chặn kia nữa, chặn kia kìa. Ừ, chặn kia nữa. Vậy là bốn mới kẹp được rồi phải không? Kẹo thử cho cột có chút xíu rồi. Cột còn cầm tay không à chồng. Lãng gì vậy? Con cây gì? Không à, thấy không ít gì cũng quay bệnh. Không có gì phải nào cho anh ta ăn thằng Năm. Cái cây bọc hả? Ờ, dặn đi nó đâu xây đâu. Sao xây nè, xây dặn mạnh á, dặn lẻ á. Ừ, dịp lẻ á. Cái gì dưới hầm lôi lên nè, dầu nè. Dầu không? Ừ. Dưới hầm lôi lên nè. Lặn gì? Ba dầu người dưới hầm lôi lên ướt nhẹt luôn đấy. Ừ. Cái này mấy tôi cưa ai cưa? Cưa thấy hầm nè.